Thu xếp đồ đạc đặng đi cho nó sớm, đừng để bà chủ bà trông. Quần áo của con chỉ có 2 bộ, mặc 1 bộ, xếp 1 bộ là xong rồi đó má. Ôi, tội nghiệp cho con của tôi, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải sống xa nhà, vậy mà bây giờ chỉ vì quá nghèo mà tôi đành để cho nó đi ở mướn cho người ta. Chăm sóc chú mơ đi, con
trọng lấy thân và giữ gìn khí tiết. Con đừng bao giờ để họ miệt kinh. Dạ, con xin ghi nhớ lời má dạy. Nếu có dịp thuận tiện, con sẽ xin phép bà chủ trở về thăm má. Ý đừng con. Con chưa đi làm mà đã tính trở về thăm má rồi. Con làm như vậy là bà chủ sẽ phiền con đó. Con đừng lo gì cho má hết á. Má không sao đâu. Con luôn mong ước là má không sao. Nhưng ông thầy nói má đau tim nên con sợ. Sợ gì con? Tim của má chắc bị yếu cũng một chút mà thôi. Má chưa có chết bây giờ đâu. Má phải sống để chờ ngày con lấy chồng và ẵm bồng cháu ngoại của má nữa chứ. Má, má thiệt là nói chuyện gì đâu không hà. Con không có chịu má nói như vậy đâu. Con không chịu bây giờ, rồi có ngày nào cũng phải chịu. Có ai tránh khỏi con đường duyên nợ đâu con. Chừng đó hẳn hay. Chứ bây giờ con xin má đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Thôi được rồi, không nói thì không nói. Thôi bây giờ con hãy đi đi, mặt trời lên cao lắm rồi đó. Dạ con đi nghe má. Ở nhà má ráng giữ gìn sức khỏe nghe má. Má biết mà. Con đi đi. Dạ thưa má, con đi. Chịu cho nổi. Con xin lỗi bà chủ, để con quét nhẹ lại. Nè, quét xong rồi lau hết cả nhà cho sạch nghe chưa? Dạ, con nghe rồi bà chủ. Trời đất ơi, thì lau bàn cái giống gì mà còn đầy bụi vậy hả con kia? Con xin lỗi, để con lau lại. Tao không muốn nghe mãi cái câu xin lỗi của mày, mà tao muốn mày làm đàng hoàng cho đúng ý tao, để tao khỏi nặng hơi mỏi cổ la rầy mày. Dạ, từ đây con sẽ cố gắng hơn để bà chủ khỏi phiền lòng. Biết vậy là tốt. Mày tới làm ở đây cũng gần giáp năm rồi chứ bộ mới đến hay sao mà không biết ý tao, làm tao cứ la rầy đến phát mệt. Ráng lên, nếu không tao sẽ tống cổ mày về quê đó. Dạ, con sẽ ráng làm theo ý của bà chủ. Nếu có gì không phải, xin bà chủ dạy bảo giùm, chứ đừng đuổi con về quê. Tao còn phải chờ xem sao đã. Rót cho tao miếng nước coi. Dạ. Trời đất ơi, nước nguội ngắt làm sao mà uống. Dạ, để con rót nước nóng cho bà chủ. Chỉ có việc rót nước mà làm cũng không xong, thấy mà phát chán. Dạ, con mời bà chủ. Trời đất ơi, trời ơi, nóng muốn dột lưỡi như vậy làm sao mà nuốt. Nè, có phải mày muốn giết tao phải không con kia? Phải không? Ôi da, nóng quá à. Má ơi, sao má tạt nước nóng vào mặt Thùy Liên như vậy? Liên à, có sao không Liên? Dạ, em không sao đâu cậu hai. Không sao mà sao Liên cứ ôm mặt hoài vậy? Buông tay ra coi. Trời đất ơi, nước nóng làm đỏ hai con mắt Liên hết rồi. Vào trong lấy nước lạnh rửa ngay đi. Đi đi. Dạ dạ. Coi bộ con lo cho nó còn hơn là lo cho má nữa. Xin má đừng có nói vậy. Con không lo cho má thì con còn lo cho ai? Con chỉ xin má hãy dễ dãi với Thùy Liên một chút thôi. À,
Thì ra con cho là má khó khăn với nó, con bên nó phải không? Dạ không phải vậy, nhưng mà... Thôi, con hãy nín đi, đừng nói nữa mà chi. Có phải là con đã có ý gì, cho nên con bên giật cho nó? Con xin má đừng hiểu lầm con, bởi con cảm thấy vì Ly là con nhà nghèo nhưng lòng dạ thẳng ngay, tánh nết nhu mì lại làm việc siêng năng, cho nên con mới có cảm tình. Nếu không muốn nói là con đã thầm thương. Con chỉ xót thương cho hoàn cảnh của Thùy Liên, tuy nghèo khó nhưng lại có cảm tình. Con thấy cô ta là người con chỉ yêu, luôn luôn dành dụm gửi tiền về quê để lo than thuốc cho mẹ Liên. Muốn có tiền thì phải gian nan, đâu có lạ gì mà con phải băn khoăn. Là việc của má. Còn con, má cấm con gần gũi với Thùy Liên. Nếu tình cảm của con đối với nó vượt quá giới hạn chủ tớ thì má sẽ đuổi nó đi ngay. Má ơi, má hãy nghe con nói. Đừng nói gì nữa hết. Má phải tới nhà bà Hai Thơm để đánh bài đây. Thùy Liên ơi, Thùy Liên. Cậu Hai gọi em. Mắt Liên hết đau chưa? Dạ hết rồi. Đưa cho tôi xem. Đừng cậu Hai, coi chừng bà chủ thấy. Đừng sợ, tôi sẽ luôn bên vực Thùy Liên mà. Không, cậu Hai đừng vì em mà làm trái ý của bà chủ. Nhưng tôi thấy má tôi quá khe khắc với Thùy Liên nên tôi xót xa lắm. Cậu Hai ơi, không phải tại bà chủ khe khắc mà chính là tại em. Chưa làm vừa lòng bà chủ nên em phải đành chịu trách cứ. Thời gian sau này khe khắc, em cũng không quán trách gì má tôi sao? Dạ không. Tại sao vậy? Dạ,
Tại vì bà chủ là người lớn tuổi, em coi bà chủ cũng như là má của em, cho nên em luôn kính trọng và muốn làm cho bà chủ vừa lòng. Thùy Liên, em là một cô gái thùy mỹ đoan trang, lại có tấm lòng trong sáng, nên thời gian qua em đã âm thầm làm sao xuyến trái tim tôi, mà tôi cố tâm đè nén để tìm hiểu thêm về người bạn gái. Nhưng đến bây giờ anh đã cảm yêu em và mong ước tay duyên lành, vậy anh xin em hãy đáp lại tình anh, đừng để anh buồn sầu vì em. Cậu hai đừng nói như vậy nữa, mà tội nghiệp cho em lắm. Nếu cậu xót thương em thì cậu hãy để yên cho em làm, để kiếm tiền gửi về cho má em uống thuốc. Cậu hai, má em chỉ có một mình em, mà má em lại đau tim khá nặng. Em xin cậu hai đừng làm khổ em, được như vậy thì em mang ơn cậu hai lắm. Thùy Liên à, em hãy cho phép anh chăm sóc em và giúp đỡ em nghe em. Không, em không dám nhận sự giúp đỡ của cậu đâu. Xin cậu đừng nói nữa, xin cậu hãy để cho em yên. À kìa, Thùy Liên à, Thùy Liên. Không ngờ Thùy Liên có giọng hát hay như vậy. Em chỉ ca nghêu ngao cho đỡ buồn thôi, xin cậu hai đừng chế nhạo em. Anh nói thật tình chứ không có chế nhạo em đâu. Cậu hai à, đến giờ phút này mà em còn gọi anh bằng cậu hai nữa sao? Em biết anh không hài lòng về cách xưng hô này, nhưng mà má anh đi vắng rồi, em đừng có ngại. Nhưng em sợ lắm anh à. Em sợ gì? Dù chúng mình đã lỡ yêu nhau, anh nên giữ ý một chút. Nếu bà chủ biết được thì chết em đó. Anh hiểu, nhưng anh muốn hỏi, tại sao từ ngày đó tới nay em cứ lẩn tránh anh và lúc nào cũng có vẻ u buồn? Hay là em ân hận vì yêu anh và hối tiếc vì đã lỡ dâng hiến cho anh? Không, em có thể cho anh tất cả, nhưng em đâu biết làm cách nào để xua đi cái nỗi buồn dơ dịu. Bởi em chỉ là đứa con gái quê nghèo mà lại dám yêu mến
một người giàu sang. Thùy Liên ơi, dù má anh không bằng lòng, nhưng trái tim anh đã khắc ghi một hình bóng. Nó sẽ dấn dương đến trọn đời trọn kiếp, cho đến mai sau cũng đâu dễ phai nhòa. Bởi tình anh thiết tha, dẫu cho dòng đời còn nhiều vẫn thầm trao sợ rằng mai sau bao nhiêu thương đau chia cách tình ta. Dù lắm sầu đau, nhưng ta sẽ mãi bên nhau. Khối tình e ấm trong tim, thiên thu cũng không phải mơ. Chưa thể mang đến cho anh niềm vui trọn vẹn. Bởi vì em còn một nỗi lo buồn là má em đang đau yếu và sống trong đơn chiếc ở quê nhà chứ gì. Dạ phải, má em bị bệnh tim, đã chữa trị qua rất nhiều thầy mà vẫn không ngứa. Em đừng buồn, nếu em thấy cần, anh sẽ xin phép má anh đưa em về quê vài ngày để thăm bác. Nếu được như vậy, em cảm ơn anh lắm. Liên à, em hãy lấy đỡ số tiền này gửi về nhà cho bác uống thuốc nha. Dạ không, em không dám nhận tiền của anh đâu. Em có còn nghĩ anh là người yêu của em không? Dạ có. Có thì hãy nhận tiền đi, nếu em từ chối là anh giận em đó. Nè, cầm đi em. Anh, hai đứa bay làm gì đó?
Dạ con có làm gì đâu má. Không làm gì à? Má vẫn còn sáng mắt, chứ đâu phải là má mù đuôi. Mà con lại tính qua mặt, một tay dúi tiền, một tay ấp ôm còn túi cài hay sao? Tại sao con dám gian chiêu với người giúp việc để nó làm tiền cho má xấu hổ lây và thất vọng gì con? Con xin má đừng quá nặng lời mà phê phán em Liên. Liên tuy nghèo khó nhưng có tấc lòng không phải vì giàu sang. Đánh cho mày chết, đánh cho mày bỏ cái thói trèo cao, dám rù quến con tao. Đánh mày đi nè, đánh mày đi nè. Má mà ơi, xin má hãy dừng tay và dằn cơn nóng dần. Bởi từ lâu con đam thầm trao gửi ân tình cho một người. Tốt đó. Còn nếu mày biết điều hơn nữa thì hãy cuốn gói mà cút đi ngay đi. Không, con xin má đừng xua đuổi Thùy Liên. Má, nếu má cương quyết làm như vậy thì sao? Thì con xin má hãy tha lỗi cho con. Con không thể nào sống thiếu Thùy Liên được. Con định chống lại má phải không? Dạ con không dám. Nhưng con lỡ thương Liên rồi, xin má hãy xét lại cho con. Được rồi, nói chuyện với cậu hai. Đi đi. Dạ. Hồng à, sao con dại dột quá vậy? Con là đứa giúp việc, con quên rồi sao Hồng? Dạ con nhớ chứ. Nhớ sao con còn thương nó? Khi yêu mà tính toán cân phân thì đâu phải là tình yêu chân thật. Nhưng mà không thể nào chấp nhận cho con lấy con Liên mà con phải cưới con Lan. Thì ba nói giàu nên xin hứa vừa đôi. Má đã từng hứa là sẽ cưới nó cho con. Con ấy thuận tình cho má có cháu nội. Con chỉ một lòng yêu mến Thùy Liên, dù ai lắm tiền con cũng chẳng đổi thay. Nhưng từ lâu rồi má đã xem con Lan là dâu nhà này, con có biết hay không? Nhưng con không thương, làm sao chung sống được? Vậy thì con má phải làm thế nào? Má hãy bằng lòng cho con cưới Thùy Liên. Nếu má
không cho thì con sẽ ở vậy. Cho tới già con cũng chẳng cưới ai đâu. Còn nếu má cưới Lan đem về thì má cứ ở với Lan cho má tội nguyện, chứ con không thể phụ qua tham vào. Trời ơi, tôi nuôi con cho nó nên người, vậy mà nó chẳng nghe lời của tôi. Con chỉ xin má một việc này thôi, còn mọi việc khác con đều vâng theo lời má mà. Nếu dân theo lời má thì con hãy đi du học ngay đi. Vậy còn việc Thùy Liên thì sao? Khi con từ nước ngoài trở về, má sẽ cho con cưới nó. Có thật không má? Thật mà. Vậy con chịu đi du học hay không? Con chịu đi, nhưng xin má hãy giữ lời là khi con trở về, má phải cưới Thùy Liên cho con à. Được, má hứa với con. Dạ, cô gọi con. Nè, cháu hãy kiếm người lo thủ tục cho thằng Hùng nó đi du học gấp đi. Dạ, cháu sẽ đi lo ngay. Con, bây giờ má phải vô trong nằm nghỉ. Con có thể từ giả nó để làm theo lời má nghe con. Dạ, con cảm ơn má. Em đã nghe tất cả rồi phải không? Phải, em đã nghe hết rồi anh à. Vì sao em không lộ vẻ vui mừng khi má đã hứa lúc anh du học trở về má sẽ cho chúng mình được thành hôn? Nhưng việc đời thường xảy ra không đúng như mình nghĩ. Biết đâu khi anh đi rồi thì sự không may sẽ xảy đến với em. Em đừng lo nghĩ vu vơ. Anh đi du học chỉ có 3 năm thôi là sẽ trở về với em mà. Dù 3 năm, 5 năm hay 10 năm, em cũng chờ đợi anh hết. Anh hãy yên lòng mà đi đi. Thùy Liên ơi, chỉ 3 năm nữa thôi là chúng ta sẽ được chung sống với nhau trọn đời trọn kiếp. Còn giờ đây thì anh sẽ ghi khắc trong tim hình bóng của em để mãi mãi mang theo nơi xứ là quê người. Anh nhớ từng ánh mắt là môi cho đến nụ đến ngày
con suối trong rừng hát ca, như nhớ như thương bao lời thiết tha. Con suối ngân nga dù tình rất nồng, thành dòng sông có nhau trong đời. Đôi mắt yêu kiều như nói bao điều, vương vấn trong tim thành lời nhớ. Mai dấu xa rời đi khắp phương trời, xa vắng không phải mờ tình yêu, xa vắng không phải mờ tình. Hùng ơi, đừng quên những gì anh đã hứa nghe anh. Anh không quên đâu, dù xa em bao lâu anh cũng thương nhớ em hết đó. Sang bên đó anh sẽ viết thư về cho em biết địa chỉ. Em nhớ gửi thật nhiều thư cho anh nghe em. Dạ. Đây, anh tặng cho em sợi dây chuyền có khắc tên hai đứa, kể như là kỷ vật đính hôn của anh đó. Quay mặt lại tao coi coi. Khóc à? Ai làm gì mà mày khóc? Dạ không có ai làm gì, nhưng tại con buồn nên con khóc. Rõ ràng là mày muốn trù ẻo cho tao tàn mạt đây mà. Mày nói cho tao biết đi, tại sao mới vừa sáng sớm là mày ngồi ở đây dọn dăm dọn dài? Mày lãnh tiền để làm việc cho sẽ cố làm cho hết việc để bà vừa ý. Chỉ xin bà đừng đuổi con thôi. Vậy thì làm đi. Người ăn kẻ ở gì mà thấy phát chán. Thằng Cang đâu rồi? Dạ. Con đây. Vụ thơ từ của thằng Hùng á, mày làm như thế nào?
con làm đúng theo lời cô dặn. Có nghĩa là con đã cho tiền ông bưu tá và dặn ông giấu thơ anh. Thời gian vừa rồi ông đã phát điên và con lấy được cả chục bức thơ tình. Vậy thì Liên không bao giờ nhận được, thành ra không có địa chỉ của anh. Cho nên cô ta cứ phải khóc thầm tưởng rằng anh đã phụ bỏ tình cô. Không làm cho ta vừa lòng vừa dạ, cần chấm dứt ngay tất cả quan hệ và phải làm cho mối tình này tan rã thì thằng Hùng mới chịu cưới con ta. Vậy thì cô hãy đuổi nó đi cho rồi cô hãy tìm chắc tóc cổ nó đi. Nếu con nghe lời con thì việc sẽ an bài, nhất định nó sẽ xách gói về quê. Cách gì vậy? Để con nói nhỏ cho cô nghe. Cái gì? Mày định làm nhục con Liên để nó xấu hổ mà bỏ về quê à? Dạ phải chứ. Mày tính như vậy cũng được, nhưng mà không thể làm ngay bây giờ. Tại sao vậy cô? Nếu thằng Hùng mất hẳn liên lạc với con Liên, tao sợ nó không chịu học nữa mà đòi trở về nước thì nguy. Chi bằng mình cứ cho con Liên ở lại đây để mà lợi dụng. Mình cứ cho nó xem vài bức thơ rồi cho phép nó trả lời, cho thằng Hùng luôn được trọn vui, để cho nó yên tâm học đến khi nó sắp trở về. Thì mày mới làm nhục con Liên để nó ôm hận mà trở về quê, chỉ tốn một công mà được hai dĩa. Nhưng con sợ khi đuổi thì Liên anh Hùng không nhận được thơ nào, thì làm sao mà giấu được ảnh đây. Con xin cô hãy suy nghĩ lại. Mình sẽ tìm người nhái tù chữ con Liên để tiếp tục gửi thơ cho thằng Hùng, như vậy thì nó chẳng nghi nan. Hay lắm, thật là diệu kế đó cô. Mày nên nhớ phải tiếp tục giấu kín địa chỉ của thằng Hùng. Khi mày muốn đưa thư nào của thằng Hùng cho con Liên xem, và khi con Liên viết thư cho thằng Hùng, đều phải qua sự giám sát của tao. Đúng, con sẽ làm đúng theo lời cô dặn. Vậy mày hãy thi hành ngay đi. Dạ. Việc gì vậy cô? Thằng Long đâu rồi? Dạ con sai nó đi góp lúa ruộng rồi. Con Liên đâu? Dạ đang làm việc ở nhà sau. Thằng Hùng nó sắp về rồi đó, đã đến lúc mày thi hành độc kế. Làm nhục con Liên? Phải. Được, việc đó cô cứ để cho con lo. Nè, bây giờ tao giả bộ đi sớm cho mày ra tay nha. Dạ. Cô đi đi, mọi việc cứ để cho con lo. Tao đi đây. Dạ. Thùy Liên ơi. Thùy Liên ơi. Dạ. Có việc gì vậy anh Căng? Em đang làm gì đó? Em đang bữa củi. Bà chủ đi vắng rồi hả anh? Phải. Anh Căng à, sao lâu rồi em không thấy ông bưu tá ghé nhà mình vậy? À, không có thơ thì ổng ghé làm gì? Tại sao gần đây cậu hai không gửi thơ về vậy? Làm sao anh biết được? Anh Căng nè, khi nào cậu hai có gửi thư về, anh nhớ cho em xin địa chỉ nghe. À được. À, nhưng Liên sẽ thưởng cái gì cho anh nè? Anh Căng muốn gì cũng được hết, miễn việc đó không ngoài sức của em. Vậy thì anh muốn nói với em
rằng anh thèm một nụ hôn. Một nụ hôn hả? Anh muốn nếm vị ngọt của tình yêu để cho đời thêm tươi hồng. Vậy thì anh cứ tự mình lựa chọn, tìm một cô nào thật là xinh đẹp. Chưa bao giờ ngỏ ý. Anh ca nghe, người ấy là ai? Anh cứ cho em biết. Anh sẽ nói em nghe. Người anh yêu chính là Thùy Liên. Anh ca, anh nói gì kỳ vậy? Anh có biết là em đã yêu anh Hùng chứ gì? Tại sao anh còn nói là yêu em? Anh bất chấp tất cả, vì anh đã lỡ yêu em quá nhiều thì hãy chiều anh một lần đi em. Anh làm cái gì kỳ vậy? Nè nè, anh đừng có bước tới nha. Anh bước tới nữa là tôi la lên đó. La đi, la đi. Cô đã đi sớm rồi, không có ai tiếp cứu em đâu. Anh bước tới đó. Đẹp mày, giữa ban ngày ban mặt mà dám giở trò dâm ô trong nhà của tao. Dạ, thưa bà chủ, đó là do anh kê. Anh... Anh thế nào? Không có lửa làm sao có khói? Mày không có ẩn ý thì làm sao nó dám động đến mày? Bà chủ ơi, quan cho con lắm. Con không có tình ý gì hết. Chính anh kê ảnh hành động bỉ ổi, xin bà hãy trừng phạt ảnh đi. Hãy câm ngay, hỡi cái con trắc nết hư thân. Cũng không sao tin tưởng nơi mày, chính mày quyến rũ thằng Hùng. Nó đi rồi mày giở trò phản bội, mày dám quay sang rồ quến thằng cá. Nè, nhà của tao không chứa quân đê tiện, ngay bây giờ tao cho mày nghỉ việc. Hãy thu xếp đồ mà trở về quê. Bà chủ ơi, xin bà cài xét gia đình nên kết mùi. Đâu phải con gây ra cơ sự, mà là anh can giở trò tuồng bưng. Nếu không ngó bà thì tan nát đời con. Dạ, nhưng Thùy Liên có ẩn ý lâu rồi, từ lúc cô đi dân với tâm tình với con. Dạ, dạ, không phải. Chính anh can có hành động điên rồ. Đừng nói nhiều, hãy cầm số tiền này rồi bước khỏi nhà tao. Không, không. Bà kết tội và đuổi con như vậy là quan cho con lắm. Xin bà hãy càng xét cho con nhờ. Chuyện rành rành rồi mà còn suy xét gì nữa. Tao bảo đi là mày phải đi. Đi ngay cho khuất mắt tao. Bà chủ ơi, nỡ lòng nào bà đối xử với con như vậy sao bà chủ? Đừng nói nhiều, đi mau. Bà chủ, đừng buồn nữa. Con khóc lóc hoài chỉ có hại cho cái thai mà thôi. Gần ngày sinh nở rồi, con hãy ráng giữ gìn sức khỏe cho được mẹ tròn con vuông chứ. Má, con không muốn khóc làm má phải buồn lấy. Nhưng con đau lòng quá. Anh Hùng đi, trong khi ở nhà con bị người ta làm. Má ơi, có phải chăng những sự đau khổ ở trên đời này đều trút hết vào những kẻ nghèo khổ như con?
sanh ra đứa con này và sẽ dưỡng nuôi nó cho đến ngày nó khôn. Nghịch cảnh thâm sâu mà những tâm chơi bỏ thân tình, hay đến mai sau anh hết thương con mà đổi dạ thay lòng, nhưng con vẫn một lòng một dạ cho đến cuối đời vẫn giữ vẹn. Chúng nó lén lút quan hệ với nhau thì thế nào cũng phải có con. Nhưng có chắc nó là con của cái anh Hùng hay không? Tao chắc chắn là con của nó. Bởi tính từ ngày thằng Hùng ra đi và con Liên trở về quê mẹ thì tháng ngày đều thích hợp cho con Liên mang bầu và sắp sanh con. Vậy cô tính sao nếu anh Hùng biết được thì nguy? Dù không nhận nó là dâu nhưng đâu thể nào bỏ cháu của con. Chẳng lẽ cô định bắt đứa nhỏ về để mà dưỡng nuôi? Phải, tao phải bắt cháu của tao vì nó chính là đứa cháu đích con. Tao giao việc hệ trọng này cho mày. Khi con Liên nó sanh xong, mày đem cho nó một số tiền để bắt con của nó và buộc nó cắt đứt mọi quan hệ với đứa bé. Dạ được, xin cô hãy tin tưởng nơi con. Tốt lắm, bây giờ tao phải lên sống trên có chút việc, ráng theo dõi mọi vụ con Liên. Làm xong tao thưởng. Dạ. Đứa bé gì vậy để sau này nó trở thành người thừa kế? Làm gì có chuyện đó được? Không, không có nó mà thằng Hùng nó có mệnh hệ gì thì tài sản này nó thuộc về mình chứ. Nếu có đứa cháu đích tôn đó thì làm sao mình được thừa kế? Không, không, không được. Tao phải làm theo ý của tao chứ.
Bé Tâm ngủ chưa vậy con? Dạ, bé Tâm đã ngủ lâu rồi. Bữa nay má thấy trong người ra sao? Có khỏe chút nào không má? Chẳng những không khỏe mà má thấy mệt lắm con. Má uống thuốc chưa vậy má? Má uống rồi con. Hay là để con bơi xuồng qua sông rước thầy hai đến bắt mạch cho má nghe. Đừng con, má biết trong người của má mà, thuốc thang hoài cũng chỉ vô ích thôi. Chắc má sắp xa con rồi. Má đừng nói như vậy, con sợ lắm. Bệnh của má rồi sẽ khỏi mà. Xin má đừng bỏ con ở lại một mình với đứa con thơ dại. Giữa dòng đời có quá nhiều đen bạc, con bơ vơ đơn độc. Má thương con thì xin má giữ xa rời. Nếu bây giờ má bỏ đi xa thì cuộc đời con còn gì đâu. Làm sao kêu ly nghiệp sống đau buồn. Con ơi, mà đâu muốn xa cháu xa con. Mà ngặt gì, ơi má đã tàn, sức má đã kiệt. Đã là con người thì ai cũng phải trải qua một lần chứ. Nhưng má sắp nhắm mắt xuôi tay mà lòng còn quặn thắt. Khi đứa con yêu chưa có chỗ tựa nương cho má mình và sống vì bé Tâm. Hứa với má đi con. Má ơi xin má hãy tâm. Dù tâm thân con có chịu nhiều nhục, tuổi con cũng nuôi bé Tâm cho đến lúc nên người. Con không sợ sống bên nhau. Cô sẽ đi làm mướn, làm thuê để kiếm tiền nuôi má. Con sẽ tìm thầy để mà chữa trị, và má sẽ vượt qua tất cả bệnh tình. Nếu được như vậy thì còn gì bằng. Nhưng lực bất tòng tâm, má sắp theo ông theo bà rồi. Xin má đừng nói vậy mà đau lòng con lắm. Để con bơi xuống đi rước thầy hai đến bắt mặt và hút thuốc cho má. Đừng con,
không được đâu má. Con phải đi rước thầy về hút thuốc cho má uống. Má để con đi nghe má. Thôi được rồi, con muốn đi thì đi đi. Dạ, con đi đây. Chiều chiều ngư phủ đi câu, sâu bắc ngư phủ biết đâu mà tìm. Tìm vàng tìm bạc dễ tìm, tìm câu nhân nghĩa khó tìm ai ơi. Ông thầy đi vắng, chiều con sẽ trở qua sông rước ổng. Bé Tâm ngủ rồi hả má? Trời ơi, má ơi, bé Tâm đâu rồi hả má? Ủa, sao kỳ vậy? Rõ ràng là má mới ru cho nó ngủ đi mà, sao bây giờ nó lại mất tích? Bé Tâm, bé Tâm ơi, bé Tâm, bé Tâm. Má ơi, con nghĩ chắc chắn là bà Nam cho người đánh bắt bé Tâm đi rồi. Để con đi đòi lại. Thùy Liên, Thùy Liên, Thùy Liên. Nếu bà không trả
Tôi sẽ quỳ ở đây mãi mãi. À, thì ra mày muốn nằm dạ phải không? Được rồi, tao sẽ cho mày biết tay tao. Thằng Long đâu? Long! Dạ con đây nè, chuyện gì vậy? Đánh đuổi nó ra khỏi nhà tao. Người này phải không? Được rồi, bây giờ nè, đi coi không? Đi không? Đi! Không, các người không trả con tôi thì tôi không đi đâu hết. Mày không đi thì mày đừng trách tao độc ác. Đi không? Không trả bê tâm mà lại còn bức hiếp, bà đã cho người đánh đuổi con đi. Sao họ nhẫn tâm ra tay độc phải thiết cả cái mạng già này. Tôi cũng phải đòi lại sự công bằng cho con tôi. Thùy Liên, con hãy lấy xuồng đưa má đi tìm chủ độc ác đó. Đi, đi cho mau đi con. Đi. Má, tìm của má. Má ơi, sao? Má đau quá con ơi. Má ơi, má có sao không vậy má? Má bị đau thắt ngang ngực, má thở không được. Làm sao bây giờ? Má ơi, để con chở má lại thầy hai nghe má. Đừng, không kịp đâu con. Má, má sắp xa con rồi. Má, con ở lại Rang tìm bé Tâm và nuôi dưỡng cho nó nên người. Má, nếu được vậy mạng nguyện là má. Trời ơi, má của tôi đã bỏ tôi rồi. Má ơi. Vẫn khỏe hả má? Phải, còn con đi xa nhà mới có 3 năm mà má trông con như lớn thêm và có vẻ chững chạc lắm. Thùy Liên đâu rồi má? Con cần gặp Thùy Liên ngay. Con gặp nó đi làm gì? Má nói vậy nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả đều đã đổi thay.
Khi con đi xa thì con Liên đã thay đổi, và nó đã tư tình với một thằng đàn ông khác. Không thể như vậy được đâu. Cô không tin, cô không tin. Nhưng sự thật đã chứng minh là con Liên đã đổi và thay lòng. Mà má đã chứng kiến tận tường, tại nơi này nó dở trò đê tiện. Má đã bắt gặp cả gian phụ dâm phu. Má rất đớn đau và vô cùng thất vọng, vì má từng hứa là sau khi con du học sẽ kết hợp duyên lành cho con với con Liên. Vậy mà nó đang tâm phụ bả. Con phải gặp Liên để xác minh sự thật. Nếu mà sự thể đúng như lời má nói thì cả đời này con sẽ xa rời Thùy Liên. Ngay sau khi chứng kiến trò dâm loạn thì má đã đuổi nó về quê. Vậy tên giang phu nó ở nơi nào? Con cần gặp nó để tỏ tường đục trong. Tên khốn nạn đó không ở đâu xa, mà nó đang ở tại nhà này. Ở tại nhà này? Nó là ai vậy má? Là thằng Cang. Thằng Cang? Trời ơi, tại sao nó lại bị ổ đến như vậy? Là nuôi ông tai áo mà. Thằng Cang đâu? Ra đây mau! Cang! Dạ. Dạ. Em đây anh. Nghe tao hỏi, chàng phải trả lời bằng sự thật. Có phải mày đã tư tình với Thùy Liên không? Có không? Dạ có. Thằng khốn kiếp, thằng bất lương, tại sao mày dám dở trò đê tiện? Mày là người hay thú quan mà lòng dạ xoay lan. Sao mày nhẫn tâm làm ta nát lưng kiên mà tao hoài vọng? Đã bao tháng năm dài tao quyết tâm xây và đi đến phần. Em đâu muốn anh khổ sầu tại vì Thùy Liên. Chính cô ta đã rủ em đi vào đường chấp loạn, nên em gây tổn tình làm khổ anh và em rất ăn năn. Dạ thưa cô. Con không thể nào tha thứ cho nó được sao? Dạ không, không thể nào đâu má. Thôi được, vậy thì thằng Cang hãy đi đi. Anh Hùng, nếu anh đuổi em thì em đi cho anh vừa lòng. Em chỉ xin anh hiểu cho là lỗi này không phải là tại em, mà là do Thùy Liên. Và khi đã lỡ gây ra thì em ân hận lắm. Đừng lại nhảy nữa, đi ngay đi. Dạ em đi đây. Nhưng chừng nào anh hết giận thì em về. Thật là hèn hạ. Hùng à, con đừng ray rứt vì chuyện con Liên nữa. Nó là một cái thứ nghèo nàn cơ cực, lại hư thân cắt nết, thì có gì xứng đáng để con phải bận tâm. Con hãy quên nó đi, và lo cưới con Lan thì mọi việc đều êm đẹp. Con đã từng nói với má rồi, con không thương cô Lan đó thì làm sao mà có ăn đời ở kiếp cho được. Tình yêu rồi sẽ đến mà con.
như ba với má nè, có yêu đương gì trước đâu mà cũng trở thành chồng vợ được vậy. Hồi trước khác, bây giờ khác. Nếu con không thương thì không thể nào con cưới người ta được. Nhưng má cần có dâu, có cháu. Rồi má sẽ có. Nhưng con xin má hãy cho phép con được quyết định về hôn sự của con. Thôi được, con cứ suy nghĩ cho kỹ, rồi má con mình sẽ bàn lại. Bây giờ má ra nhà sau, má biểu tụi nhỏ nấu nước cho con tắm, rồi ăn cơm với má nha con. Thùy Liên ơi, tại sao em làm như vậy? Em có biết là anh đau đớn lắm không? Tại sao em hứa hẹn chờ đợi anh về mà em lại phản bội anh? Chẳng lẽ em quên hết những kỷ niệm êm đềm của chúng mình rồi sao? Riêng anh thì anh nhớ rất rõ. Anh nhớ tiếng cười, nhớ mùi tóc, và nhớ từng bước đi gian đứng của em đó. Em có biết không Liên? Em đi chơi mà sao anh thấy em không vui và có vẻ lo sợ vậy? Em sợ có ai trông thấy, mét lại với bà chủ thì có nước em chết. Em đừng lo, má anh đi chùa chắc đến tối mới về, còn ở đây thì xa nhà và vắng vẻ lắm, không có ai thấy mình đâu mà em ngại. Biết vậy nhưng sao em vẫn thấy lo âu và hồi hộp quá. Đã có anh ở đây thì không có gì mà em phải lo sợ hết á. Liên à, bởi vì anh sẽ luôn cận kề và bao bọc cho em trọn đời trọn kiếp. Ta sẽ vẹn tròn mơ ước, em sẽ trở thành cô chủ nhỏ đảm đang với đôi tay khéo léo dịu dàng. Hạnh phúc mai sau, giàu tóc bạc da mùi vẫn yêu nhau. Nhưng giữa chúng ta có quá nhiều cách biệt, anh rất sáng giàu còn em rất hạn chi. Nếu trèo cao khi té xuống sẽ đau nhiều, xin anh chớ đùa mà chi. Nhưng anh yêu em bằng tấm chân tình, em Hùng ơi, em không bao giờ nghi ngờ tình anh, nhưng em chỉ sợ cho thôi đời đen bạc. Trước mắt em là ngưỡng cửa yêu đương nồng cháy, nhưng biết đâu ở cuối nẻo đường qua là vực thẳm đau thương chán chưa. Cần phân tính toán thì đâu phải là tình yêu chân thật em. Bằng chứng là má anh vẫn thường ép anh cưới cái cô Lan nào đó rất là giàu có, mà
mà anh đâu có chịu. Nhưng dòng đời có rất nhiều quan trai, mà ước của anh đâu phải mẹ hiền. Nếu bà không chấp nhận em thì tan nát duyên mình, chỉ bằng anh đừng nói yêu em nữa, hãy để em được yên bình với kiếp sống cùng đinh. Khi đã yêu thì anh chẳng đổi thay, và anh nhất quyết sang bằng khoảng cách. Anh sẽ giáng sinh ma cho anh được kết hợp với người anh yêu để thỏa mộng ân tình. Sao ba ho dữ vậy ba? Ba có sao không ba? Ba đau nhói trong lòng ngực trái, và ba thấy khó thở lắm con ơi. Để con lấy thuốc cho ba uống nha ba. Ba vừa uống rồi con à. Hay là để con cạo gió cho ba nha. À, con cạo thử coi ba có bớt chút nào không. Dạ. Ba ơi, nếu có đau á ba nói cho con biết nghe ba. Được rồi. Con cứ cạo mạnh mạnh đi, ba không sao đâu. À, nãy giờ con làm gì mà lục đục ở sau bếp vậy lượng? Hôm qua con nghe ba nói ba thèm ăn cháo cá, nên hồi khuya này nè con ráng đi cắm câu được một con cá lóc lớn. Con đang nấu cháo cho ba ăn đó ba. Cảm ơn con. Ba ơi ba, con vừa lãnh được cái mối chăn vịt mướn á, con sẽ có tiền để mua thuốc cho ba uống. Tội nghiệp con tôi, tuổi đời còn quá nhỏ mà phải lo toan những công việc của người lớn. Ba không cam lòng nhìn con cực khổ như vậy đâu. Không sao đâu ba ơi, con chịu đựng được mà. Con là con á thì phải lo cho ba chứ. Hay là ba cho con bán sợi dây chuyền này nha ba, để con mua thuốc cho ba uống. Không không không, không được như vậy đâu con. Nhưng không lẽ con đeo nó mà nhìn ba đau càng ngày càng nặng sao ba? Dù ba có chết con cũng phải giữ sợi dây chuyền đó. Tại sao vậy ba? Tại vì... Thôi được, đến bây giờ thì ba phải nói cho con biết rõ một câu chuyện đau buồn. Trong lòng không thố lộ cùng con, nhưng nay
được am tình. Đó là câu chuyện gì mà ba phải giấu con? Nhưng con cúi xin ba đừng kể chuyện đau buồn, vì con quá đau lòng trước bình tĩnh của ba. Nhưng tiếc thay đó là câu chuyện buồn, có liên quan đến thân phận của một con người mà 13 năm trước đây ba từng chứng kiến. Hôm đó trong lúc đi thăm đồng, ba bỗng nghe tiếng trẻ thơ khóc qua qua bên bờ sóng vắng. Ba liền đến tận nơi thì thấy một đứa bé trai đang nằm trên bè chuối nhỏ. Nó khóc thét lên vì đói lạ vì lạnh run, nên ba vội vã ấm đem về. Cần tìm hiểu gì sao nó lại bị thả trôi sông, hay do đâu nó bị đoạn lìa tình phụ mẫu. Ba đã nuôi nó cho đến ngày con lớn và cho nó tình thương như biển cả buồn chung. Ba ơi, có lẽ nào đứa nhỏ bị bỏ rơi đó lại là con? Bỏ đi con biết ở với ai đây hả ba? Lộm ơi, con hãy đè nén cơn đau để nghe ba nói. Dù thế nào đi nữa con cũng phải hiểu rõ nguồn cơn. Con phải tìm được cha mẹ dù con để hiểu gì sao có bị người chối bỏ. Biết đâu việc này còn có nhiều quẩn khúc mà đến bây giờ ta chưa rõ nguyên do. Bởi hùng dữ còn không nỡ ăn thịt con, lẽ nào cha mẹ con chối từ tình quyết nhục. Mong ước của ba là sau khi nhắm mắt con sẽ gặp lại mẹ cha và sum họp một nhà. Nhưng con vốn là đứa bé bị bỏ rơi thì làm sao con tìm ra để cho ba được về niềm mong và cuộc đời con cũng thoát cảnh bơ vơ. Con có biết là con đang đeo sợi dây chuyền có khắc hai chữ
Hùng Liên. Ba tin đây là một kỷ vật có thể giúp cho con tìm ra được nguồn cội. Ba, ba. Vâng, con sẽ cố tìm. Nhưng nếu con gặp cha mẹ ruột của con cũng sẽ ở với ba cho đến già tới chết. Chứ con không có xa ba đâu. Ba đừng bỏ con nghe ba. Ba đâu muốn bỏ con, chỉ vì ba không thể nào chống chọi nổi bệnh tật. Lượm ơi. Dạ dạ. Con ở lại, ráng làm theo lời ba dặn nghe hôm con. Dạ, con xin hứa sẽ làm đúng theo lời ba dạy. Ba, ba. Lượm ơi. Dạ. Vậy là ba, ba mãn nguyện. Ba, 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 ba. Trời ơi, ba tôi bỏ tôi rồi. Ba, ba. Lòng con như tan nát. Ba đã cho con hết cả cuộc đời, con chưa đền đáp, thì ba đã nhắm mắt xuôi tay. Sao ba nỡ bỏ con một mình đời này bao ta phong ba. Ơn nghiệp của ba con nguyện khắc ghi, sẽ cố rèn luyện để được nên người. Bé Hạnh, em mới đến đó à? Dạ, mấy ngày rồi không thấy anh đi ra đồng nên em đến tìm. Em tưởng anh đau, không ngờ là bác đã mất. Phải, ba anh đã mất rồi. Anh đau buồn lắm. Em xin chia buồn với anh, nhưng mà anh đừng có khóc nữa. Anh khóc làm em khóc theo. Bây giờ anh hãy nín đi. Anh không có muốn khóc, nhưng mà anh đau lòng quá. Ba anh chết rồi, anh chỉ có một mình. Không biết rồi đây anh sẽ sống ra sao nữa. Tội nghiệp cho anh quá. Anh chỉ có ba thì ba đã chết, làm sao anh có thể ở một mình trong một mái nhà tranh không che kín nắng mưa và trơ trọi giữa đồng. Rồi những lúc ốm đau khi trái gió trở trời, ai săn sóc mình cho anh được lành. Cha không mẹ nhé.
không được đâu. Anh với em không có bà con dòng họ gì hết á, mà bỗng nhiên anh đến nhà em ở thì coi sao được. Không có sao đâu mà, nhà em rộng rãi lắm, mà ba em cũng cưng chiều em nữa. Anh đến ở đó, mỗi ngày anh đi em đi học, rồi anh nắng tu hú đất cho em thổi, nắng trâu đất cho em chơi, và làm diều cho em thả. Anh chịu không? Cảm ơn em, nhưng mà anh không chịu đâu. Nghĩ anh ra đi, cái gì cũng không chịu hết á. Anh làm em buồn, em giận anh rồi đó. Bé Hạnh, bé Hạnh, cho anh xin lỗi đi. Không. Bé Hạnh đừng giận anh nghe. Tuy anh không chịu đến ở nhà em, nhưng em muốn anh làm gì anh cũng làm cho em hết á. Ngoéo tay đi. Được, anh ngoéo đây nè. Đừng quên những gì anh đã hứa với em đó nghe. Anh không quên đâu. Ý, anh lượm đem sợi dây chuyền đẹp quá à. Nó là kỷ vật của ba má anh đó. Sao từ hồi nào tới giờ em không thấy anh đeo? Vì sợ mất nên anh cất ở trong túi không hà. Cho em coi một chút được không? Được chứ. Đây, em coi đi. Dạ. Mặt sợi dây chuyền có khắc hai chữ Hùng và Liên. Vậy là tên ba anh giống tên ba em, chỉ khác tên mẹ. Má em tên gì? Mẹ em tên Lan, nhưng đã chết sau khi sanh em. Mà bây giờ thì em đã 13 tuổi rồi. Xin lỗi em, vì vô tình mà anh khơi lại chuyện cũ, làm cho em phải buồn. Không có sao đâu anh. Hay là bây giờ anh đến nhà em chơi đi. Anh buồn lắm Hạnh ơi, anh không biết đi đâu hết. Em có thể làm cho anh được vui. À, em hát hay lắm đó. Vậy em có thể hát một bài cho anh nghe được không? Dạ được, em sẽ hát cho anh nghe bài Quê Hương. Bởi vì anh thường đưa em đi học, thường hái trái cây cho em ăn, và thường làm diều cho em thả trên đồng. Hay lắm, vậy em hát cho anh nghe đi. Vâng, em hát đây. Hay quá, giọng hát của em nghe ngọt ngào và dễ thương lắm. Cảm ơn anh đã khen em, nhưng mà anh phải hứa với em là đừng có buồn và khóc nữa nha. Rồi, anh xin hứa với em. Hứa thì phải nhớ đó. Bây giờ em phải về để học bài, ngày mai nhớ tới nhà em chơi nha. Được, anh sẽ tới. Nhớ nghe anh lượm. Anh mà không tới là em giận anh đó. Nhớ nha. Anh bị rắn cắn rồi. Em đừng sợ, để anh hút máu đầm sồi để em đi cấp cứu ngay. Bé Hạnh à, Bé Hạnh,
tỉnh lại đi con. Nếu con có mệnh hệ gì thì làm sao ba sống nổi. Tỉnh lại đi con. Bé Hạnh, cứu tôi với, cứu tôi với. Bé Hạnh, bé Hạnh, tỉnh lại đi em. Anh Lượm đi nè. Anh Lượm, đừng khóc nữa con. Có ba đây nè, con đừng sợ. Ba. Con Hạnh à, con tỉnh lại làm ba mừng quá à. Nhờ anh Lượm cứu con đó. Không có ảnh thì con đã chết rồi. Chuyện nhỏ thôi, em đừng bận tâm làm gì. Không, cháu có ơn rất lớn với gia đình bác. Nếu không có cháu thì bác đã mất đi một đứa con bác hết lòng mến yêu. Vì 10 năm qua nó chính là nguồn sống, là niềm vui để bác vững lòng chống lại với mình cảnh thương đau. Vậy bác gửi chút tiền mong cháu nhận cho bác được yên tâm. Cháu rất cảm chơi cho con chơi nghe ba. Cho cháu Lượm đến ở nhà mình nè. Dạ phải, ba của ảnh vừa mới chết. Anh ở có một mình trong căn nhà nhỏ xíu ở giữa đồng, tội nghiệp ảnh lắm ba ơi. Được, ba chấp nhận lời thỉnh cầu của con. Nhưng cháu không dám nhận, bởi vì cháu không thể sống nhờ vào lòng thương hại của người khác. Ba, ba nói sao cho anh Lượm nhận lời đi. Nếu không con không thèm ăn cơm cho ba coi. Được rồi, được rồi, đừng hâm tuyệt thực nữa cô công chúa bé nhỏ. Để ba tính cho. Cháu Lượm à, bác rất quý cháu vì cháu là đứa trẻ không ham tiền bạc và có chí tự lập. Nhưng đây không phải là lòng thương hại mà bác muốn cháu hãy đến ở nơi đây, vì bác đang cần người giúp việc. Công việc thật nhẹ nhàng là làm sao cho con gái bác được vui. Cháu nhận lời đi để giúp cho bác và cho bé Hạnh. Nếu anh nhận lời thì em với anh sẽ luôn được gần bên nhau. Anh mà từ chối thì em sẽ buồn và sẽ ốm cho anh coi. Nếu anh có thể làm em vui lòng thì anh sẽ đến ở đây. Lắm, coi như chúng ta đã thỏa thuận. Vậy chừng nào cháu Lượm đến ở đây? Dạ ngay hôm nay. Dạ ngay hôm nay. Cảm ơn anh Lượm, cảm ơn ba. Sao mấy lúc gần đây con thấy má có vẻ bơ phờ và lo âu vậy má? Đâu có con. Má đừng giấu con. Có phải con cho cháu Lượm đến ở nhà mình làm cho má không hài lòng phải không? Không phải. Vậy thì có việc gì xin má hãy nói ra để cho con giải quyết. Chớ má đừng lặng im rồi buồn bã, vì ở trong nhà chỉ có mẹ con. Nếu má cứ lặng lẽ u sầu thì trong lòng
lòng con cũng thấy băn khoăn, làm sao con được yên tâm. Thật ra thì má đâu có gì phiền muộn, nhưng cũng tại vì má thấy thằng Lượm đây, nó là người dân mà giống con lạ lùng, giống cả mặt mày lẫn bước đi, nên má suy tư rồi cảm thấy ngập ngùi, má không biết là tại sao. Đúng là thằng Lượm rất dễ thương và rất giống con. Phải chi hồi năm đó con cưới Thùy Liên mà có con, thì đến bây giờ cũng đã 13 tuổi. Phải rồi, nó cũng trạc tuổi thằng Lượm đây. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Sao má có vẻ xúc động vậy? Đâu có, má chỉ bị chóng mặt chút thôi. Để con đỡ má vào nhà trong nằm nghỉ nghe. Được rồi, con cứ đi làm đi, má không sao đâu. Vậy con đi làm nghe má. À, Cang à, Cang. Dạ. Mày ra đây tao hỏi việc này chút coi. Dạ, có việc gì vậy cô? Tao muốn hỏi riêng mày việc này. Mày thấy thằng Lượm ra sao? Con thấy có sao đâu cô. Mày thấy nó giống thằng Hùng hay không? Ờ, cũng giống. Nhưng người giống người là chuyện thường mà. Nói thiệt cho tao biết đi, có phải đứa con của Thùy Liên đã chết rồi không? Dạ, dạ phải. Mày có thấy tận mắt hay không? Dạ thấy chứ. Vậy đứa bé đó là trai hay gái? Dạ, nó là con trai. Là con trai. Trời ơi, vậy tại sao nó không phải là thằng Lượm chứ? Cô nuối tiếc đứa bé đó lắm phải không? Phải. Chẳng những tao nuối tiếc mà còn ăn năn nữa. Tại sao cô phải ăn năn vậy hả cô? Tại sao vậy? Tại vì dù biết rằng thằng Hùng và con Liên yêu nhau chân thật, nhưng cũng vì con Liên xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, mà cô đang tay tàn phá mối duyên tình. Trong khi con Liên nó mang thai mà cô chẳng chịu nhìn, cô chỉ nghĩ đến việc tìm bắt đứa trẻ mà không nghĩ gì đến người đã mang nặng đè đau. Có lẽ cuộc sống của nó thiếu trước cuộc sau, chứ đâu có phải là con thú. Cũng bởi trước kia tao ích kỷ hẹp hòi nên tao mới làm như vậy. Bây giờ suy nghĩ lại, tao lại thấy hối hận lắm, chứ đâu phải vô tâm và đoạn hậu như mày. Xin cô đừng có kết tội con, cũng tại con muốn làm cho cô vừa lòng thôi. Không nói chuyện với mày nữa. Nè, tao vừa xem sơ qua sổ sách thì thấy có nhiều chỗ không ổn. Tao sẽ cho thằng Hùng kiểm tra lại toàn bộ việc chi thu từ trước đến bây giờ. Vậy mày hãy chuẩn bị đi. Nếu mày thâm lãm ít thì tao cho mày về nhà cày ruộng, còn nhiều thì tao sẽ đưa mày vào tù. Bây giờ tao phải đi chùa để cầu siêu cho thằng nhỏ đây. Thank you.
lời thật chính xác câu hỏi của tao. Việc gì mà quan trọng vậy cậu? Rất quan trọng, vì có liên quan đến một mạng người mà mày đã từng gia hại hồi 13 năm về trước đó. Trời đất ơi, có phải vụ đứa con trai của cậu Hùng và cô Thùy Liên hay không cậu? Gì vậy? Ai đó? Để em coi. Ủa, ngộ người ta chạy ra đâu có thấy ai, không thấy ai hết á. Được rồi, nè, vào đây nghe tao hỏi. Có phải hồi đó mày làm đúng theo lời dặn của tao hay không? Đúng chứ, bảo đảm với cậu trúng phốc. Bởi em đâu có dám làm sai chút nào. Đầu tiên em đã bịt mặt bịt mày đến nhà cô Liên bắt khóc. Thằng nhóc con em đã trôi sông, chiếc mẹ tôi già trong cơn gió giận. Chỉ một lát thôi là nó đứt bóng, nhưng tao vẫn thấy lo ngại vô cùng. Dầu cho sóng gió xô đẩy chiếc bè, không biết nó trôi về tới nơi đâu, thằng nhỏ ra sao. Nếu ai vớt được thì tao mang quà. Cậu hãy dựng tình nói chẳng còn đâu. Nghĩa là làm sao? Làm sao nữa? Một đứa bé nằm trên một chiếc bè nhỏ, trôi lên đến giữa gió to sóng dữ, thì làm sao nó còn sống cậu? Còn chắc chắn với cậu là nó chết, chết rồi. Tốt lắm, vậy là tao yên tâm rồi. Nhưng mà do đâu mà cậu hỏi con chuyện cũ rích với cậu? Tao có chút nghi vấn. Vậy là cậu không tin em hả? Tao tin mày. Nhưng khi cái thằng Lượm nó xuất hiện thì tao cảm thấy lo âu. Ủa, tại sao? Tại vì nó rất giống cái thằng Hùng. Nếu cái thằng bé đó mà còn sống thì cuộc đời của tao kể như là chấm hết. Ôi, làm gì có chuyện ngẫu nhiên và trùng hợp như vậy cậu. Nhưng mày phải dò xét. Nếu đúng là nó thì phải tìm cách thủ tiêu ngay. Cậu, con muốn vô tù. Không muốn vào tù? Dạ. Vậy mày có muốn tao lén sửa sổ sách để xóa bỏ cái số nợ rất lớn mà mày đã thiếu hay không? Dĩ nhiên là muốn qua đó chứ. Nếu cậu giúp được như vậy thì con biết con làm cái gì, con cũng làm hả? Vậy trước tiên mày hãy đốt kho cho tao. Chơi luôn. Cậu, tại sao phải đốt kho cậu? Vậy trước tiên mày hãy đốt kho cho tao. Chơi luôn. Cậu, tại sao phải đốt kho cậu? Tại vì tao đã thâm thủng một số lớn tiền bạc và vật liệu thóc lúa mà cô tao sắp giao cho thằng Hùng nó kiểm tra sổ sách. Cho nên tao phải đốt kho để che giấu tội thâm làm của tao. Sổ sách trái tiêu sẽ không thể đi tìm. Tội lỗi của tao sẽ tan theo cho buồn. Nhưng còn tôi có thể bị tù tội, cậu phải làm sao cho tôi được đền bù. Công việc xong xuôi tao sẽ cho nhiều tiền. Mày xài tới chết cũng không hết được đâu. Cậu ơi, vậy chừng nào hành động cậu? Ngay đêm nay. Ngay đêm nay? Khoan, Con người nghe lén, nghe lén á. Rước theo hay em. Sao? Rồi. Xong rồi. Xong sao? Nó chạy mất tiêu rồi. Mày có biết nó là ai không? Nó hả? Để coi, nhìn cái lưng. Cái lưng sao để em nhớ coi cái thằng này là. À, hình như thằng Lượm. Thằng Lượm à? Nó chung ai? Vậy mày hãy theo dõi nó. Dạ. Nếu nó biết hay nó biểu hiện chống lại cái việc làm của tụi mình thì phải thanh toán nó tức khắc. Cậu yên tâm, hãy giao việc này cho em. Trời ơi, cái gì mà nó nặng, thấy sợ luôn. Đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, ông thấy hả? Nè, dầu á, dầu lửa nha. Bây giờ ông vô chăm hay là tôi vô đổ? Vô kho đi, không có chừng đó. Từ từ, sao tôi ớn quá, con mắt tôi sao nó giật giật thấy ghê quá. Bây giờ tôi vô nha. Nhưng mà nhớ nghe cha, để tôi vô rồi tôi chế xong rồi tôi thấy cái mặt tôi ra rồi nó chấm lửa nha.
để hứng hứng cái trầm đại một cái là bè bạn nhìn không ra luôn. Được rồi, lẽ đi cái thằng trần nó giống như thơ mà nó đi như đâu phải vậy. Mày ơi, rồi đó, muốn đốt thì đốt đi, đốt đi. Hả? Trai, trai, trai rồi, trời ơi. Thằng Lượm, anh Lượm, trái ra cho anh ơi. Làm sao bây giờ? Trời ơi, để con vào cứu nó. Lửa cháy lớn lắm, con đừng có vào trong kho. Đừng con. Dù nguy hiểm con cũng phải cứu nó. Trời ơi, thằng Lượm chạy ra kìa. Nó có ôm một chồng sổ sách nữa. Trời đất ơi, nó bị cây đè té xỉu rồi. Cháu Lượm, trời cháu ơi, Lượm, con vào nhà đi. Dạ. Nhưng không sao đâu, em đừng lo. Họ đang bốc cháy. Tại sao cháu vào trong đó làm gì cho bị phỏng vậy hả? Dạ, cháu ráng dập tắt lửa, không cho cháy lan qua kho lúa, và cố đem hết sổ sách ra cho bác. Chỉ vì cháu không muốn bác bị thiệt hại. Vì lẽ đó mà cháu chấp nhận hy sinh. Dạ phải. Tại sao cháu làm như vậy? Dạ tại vì... Mà thôi, để rồi cháu sẽ kể cho bác nghe sau. Được rồi, cháu hãy nằm nghỉ đi. Có việc gì để mạnh rồi sẽ nói. Để bác xem qua những vết phỏng rồi lấy mỡ trang sức cho cháu. Hả? Sợi dây chuyền này ở đâu mà cháu có vậy? Hả? Cháu không hiểu do đâu mà cháu có. Nhưng có một người kể lại rằng sợi dây chuyền này đã được đeo trên cổ cháu từ lúc sơ sinh. Người đó là ai? Dạ là cha nuôi của cháu. Nhưng người đó đã chết rồi. Còn cha mẹ ruột của cháu? Dạ cha mẹ cháu chết hết rồi. Vậy cháu là ai? Cháu có thể cho bác biết được không? Cháu là ai? Cháu chỉ là một đứa trẻ bơ vơ bị đời ruồng bỏ. Vì từ thuở nằm nuôi cháu đã bị người ta đem thả trên sông. Chiếc bè định mệnh đó đã trôi nổi ngược xuôi qua mấy nẻo sông hồ. Một người từ thăm đã chớp cháu lên và núi dược đến bây giờ. Cháu cứ tưởng người đó là cha ruột, nhưng đến phút cuối đời rằng cháu chỉ là đứa trẻ mồ côi, không biết mẹ cha, chẳng am tường. Chỉ thấy hai chữ Hùng Liên thắp trên kỷ vật, nên chắc đó là hơi của hai đấng sinh thành. Nếu là tên của hai đấng sinh thành thì đúng là... Mà không, làm sao có thể xảy ra chuyện này được chứ? Bác ơi, bác có thể cho cháu biết vô đâu mà bác quan tâm đến sợi dây chuyền của cháu vậy bác? Cháu Lượm ơi, sợi dây chuyền này chính là của bác, đã tặng cho người bác thương từ thuở dại khờ. Sau đó thì bác phải lên đường du học, đến khi trở về thì người đó đã biệt tâm. Đã mấy năm trời bác cố tìm lại người thương, nhưng cô ta đã khuất xa như bóng chim tâm cơ. Vì chiều lòng mẹ bác đã cưới người khác, nhưng không lúc nào bác quên được người xưa. Dẫu đến bây giờ người đó đợi chờ ngày gặp gỡ để cho bác thỏa lòng mong nhớ, và để mối tình
tình thơ được gắn bó trọn đời. Cháu, bây giờ cháu nói thiệt, cháu có biết tên cha mẹ ruột của cháu hay không? Hay là cháu chỉ đoán khi thấy tên đó khắc trên sợi dây chuyền kỷ vật? Dạ, trước đây thì cháu không có rõ, nhưng mới hôm qua cháu lén nghe hai người từng hại cháu nói rằng cha cháu tên Hùng, còn mẹ cháu tên là Thùy Liên. Hai tên đó là ai? Dạ, chính là cậu Cang và anh Long. Vậy thì đúng rồi, đúng là cháu nội của bà đây rồi. Trời ơi, tại sao cháu của tôi lại khổ sở đến như vậy? Má nói gì mà con không hiểu? Tại sao má nhận cháu Lượm là cháu nội của má? Má hãy giải thích cho con biết đi má. Hùng ơi, xảy ra cơ sự như vậy là cũng do má tất cả. Tội lỗi của má lớn lắm, và khi má ăn năn thì đã muộn rồi. Má nói gì con không hiểu? Má làm gì mà má cho là má có tội và phải ăn năn? Con ơi, con hãy bình tĩnh nghe má nói. Sự thật thì con Liên và thằng Cang không có gì xảy ra, không có gì xấu xa hết. Vì sao trước kia má nói là thằng Cang đã tư tình với Liên, và chính thằng Cang cũng thú nhận tội lỗi? Con ơi, đó là do má với thằng Cang sắp bài để gạt con thôi, chứ con Liên không phải là đứa con gái trắc nết. Trời ơi, tại sao má lại làm như vậy? Sở dĩ mà làm như vậy là để con căm hận Thùy Liên mà không còn nghĩ đến nó. Vì vậy cho nên sau khi con đi vô học thì má đã xua đuổi Thùy Liên trở về quê xưa để đoạn dứt duyên tình. Sao mới biết là nó đã có thai? Trời ơi, Thùy Liên đã có thai. Má bảo thằng Cang đi tìm con Liên và cho một số tiền. Má có ý định bắt con để về nuôi, nhưng thằng Cang nói đứa bé đã chết rồi. Má đành tâm chia các tình duyên để cho Thùy Liên phải chịu nhiều cay đắng. Và đứa con trai của con đã bị đời dùi dập phải sống kiếp bơ vơ thống khổ đến bây giờ. Hãy subscribe.
Chúng tôi có tội tình gì đâu mà chúng tôi phải gánh chịu gian dở và sống cảnh đau khổ như thế này. Cũng tại các người tất cả. Càng đâu, lòng đâu, ra đây mau. Dạ, anh Hùng gọi em. Thằng khốn kiếp, tên bất lương, tại sao mày dám bày mưu lập kế để chia cắt duyên tình? Sao mày đành lòng vu cáo Thùy Liên lấy còn âm mưu hãm hại đưa con khờ? Tụi bay ra tay quá ư tàn độc, tao phải truy tố cho hai đứa vô tù. Dạ dạ em xin anh đừng có đưa em vô tù. Em làm như vậy là để vừa lòng cô. Chỉ biểu mày đi bắt đứa cháu nội để nó nuôi nâng cho nó nên người, chứ tao đâu có ra lệnh cho mày bắt nó lên bè và thả nó trôi sông. Nó là thằng Long nó ra tay cả, chứ đâu phải con mà cô gắng tội tình. Thầy ơi, con chỉ thi hành theo lệnh của cậu ca. Cậu từng bảo con đừng đem đứa bé về mà giết đi, rồi nói là không tìm được con không đành tâm nên thả nó trên bè. Nên đến ngày nay cha con được thùng thùng, vậy con xin bà tha tội cho con. Càng ngày tại sao mày âm mưu thâm độc? Có phải chăng là vì sáng nghiệp mày chỉ sợ con tao còn sống sẽ nói dối tông đường nên mày muốn giết đi? Rồi chờ đến khi tao đã qua đời, mày sẽ thu hưởng cả sự sáng của tao. Dạ dạ, vì quá tham lam nên em mới lỡ lầm. Xin anh thương tình mà tha thứ cho em. Tha cho mày à? Không, không bao giờ. Hùng à, chuyện đã dĩ lỡ rồi, mà bây giờ việc không đã quá kiếp, cha con của con đã gặp nhau, thì con hãy mở lòng hà hải mà tha thứ cho tụi nó đi con. Nhưng mà nghe lời má lần này đi con. Thôi được, tha thứ thì tha thứ, nhưng ngay bây giờ các người hãy cuốn gói mà cút ra khỏi nhà này đi. Các người đi hết đi. Con lại đây với ba nè con. Con ba, ba con của tôi. Ba con. Một tâm thân vàng vỡ heo khô
tật hay không. Anh có hiểu là em đang gánh chịu những nỗi đau ngục ngà hay không? Em mất anh, mất con, và gần đây em lại mất mẹ. Em cô lê kiếp sống u buồn này dây vòng gặp anh gặp con, nhưng nay thì hết rồi, em không còn chờ mong gì được nữa. Mơ ơi, nếu linh hồn mơ của linh thiên thì xin mơ hài chính mình cho đứa con đã trải nhiều gian truân. Người thương xa rời đối phương, đứa con khờ cũng cách biệt cô mong như bao năm trường, không biết sống chết ở nơi sông cô đơn với tâm thân mang đầy bệnh tật này. Con sẽ trả lại cho đời tất cả ân oán buồn thương. Mơ ơi, xin mơ hãy cho con theo. Đừng vội vã đi vào trong cõi hư vô, mà hãy ở lại đây với tất cả niềm đau để chúng ta cùng chia sẻ. Vì mười mấy năm dài thương nhớ sẽ trôi qua, và kể từ hôm nay chúng ta sẽ mãi mãi kề cận bên nhau xây lại giấc mơ. Trời ơi,
tình của những người thân. Nhưng riêng phần em thì em vẫn băn khoăn, bởi thời gian qua cũng qua nhiều nghiệt ngàn, mà chân hạnh phúc như là chiếc bóng em mùi băng tàn ơi, nhưng nó vẫn xa rời. Một người mà em chưa dám gặp.
người đó là bác phải không? Kìa má, sao má lại đến nơi đây? Dạ, dạ thưa bà chủ. Đừng gọi bác bằng bà chủ. Dạ, dạ thưa bác. Tốt lắm, bây giờ con hãy nhìn kỹ xem cậu bé này là ai. Vô đi con. Thưa bác, cậu bé này chính là... là bé Lượm, là con ruột của con đó. Bé Lượm mà. Không, con của con nó tên là Tâm mà. Dạ, tại vì ba nuôi của con lượm được con trên một chiếc bè rồi đem về nuôi nên nó đặt tên cho con là Lượm. Chứ con chính là con của mẹ. Mẹ, sợi dây chuyền mẹ đeo trên cổ của con hồi nhỏ vẫn còn đây nè, mẹ hãy xem đi. Sợi dây chuyền. Đúng rồi, con của tôi đây mà. Mẹ, con. Mẹ ơi, con của mẹ. Con của mẹ, mẹ mong chờ rồi mẹ tuyệt vọng, và mẹ lại muốn rời xa cuộc sống. Nhưng con ngờ đâu hôm nay đứa con trai mà mẹ vẫn hằng yêu trở về đây cho ấm lại tâm thân ta. Ôm con trong vòng tay, mẹ quên đi bao nỗi kinh hoàng. Chỉ tội nghiệp cho đứa con của mẹ mới vừa chào đời đã sống kiếp nổi. Thank you.
Thấy con hiếu thảo với mẹ của con, ba mừng lắm. Nhưng vì bệnh tình của mẹ con cứ để cho ba lo. Con không phải bận tâm gì về tiền bạc hết. Cảm ơn anh. Nhưng dù sao thì em cũng là người có lỗi. Làm sao em dám tiếp nhận ân huệ của anh? Thưa bác, xin bác hãy tha thứ cho con. Vì con đã gây nên tội lỗi và làm cho bác phải ưu phiền. Không, người gây tội lỗi không phải là con, mà chính là bác đây. Bác đã làm cho con nhiều khổ đau, thì người xin tha thứ đâu phải là con, mà chính là kẻ làm gian dở lương duyên. Xin con bỏ qua cho bác được yên lòng. Những chuyện xảy ra do con gây nên tội, khi bác hiểu ra thì chính con là người rất chung. Mà khi xưa bác tìm cách rẻ chia, con với tất cả thâm tình. Má đừng sai sức, má tá hợp cho chúng con là đã cho chúng con niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời rồi. Còn những gì má đã trót tay ra, con đã quên hết, và chắc Thùy Liên cũng không còn nhớ nữa. Phải không em? Phải, em đã quên hết chuyện buồn trong quá khứ và chỉ nhớ về hạnh phúc ở ngày mai. Em sẽ khắc ghi nghĩa tình sâu đậm mà bác đã ân cần ban phước cho em. Bác ơi, nếu bác không chia
nội ơi, con xin nội đừng tự trách mình và đừng khóc nữa. Ngày nay ba mẹ con gặp lại nhau và nội cũng đã gặp con. Vậy con xin nội hãy vui lên và đừng bao giờ buồn nữa nghe nội. Phải, nội đang vui lắm đây con. Nội vui quá, nội cảm động quá mà không nói được bằng lời, nên nước mắt nó cứ chảy xuống, chứ nội đâu có buồn. Bây giờ chúng ta hãy mau trở về nhà mở tiệc ăn mừng. Hùng, dạ. Lượm, dạ. Hai đứa hay diều thì liếng đưa về nhà ngay. Tuân lệnh. Nội, cho em mùa xuân nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ. Đừng lao sao lá đầy chân bước mòn về phố, mắt buồn viên ngọn cây. Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả lộc non vừa chảy lá, lời thơ thương cõi đời bầy chim lùa bạc nắng trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ gầy cỏ úa, đồng ta xanh mấy mùa, ngoài đê diều căn gió thoảng câu hò đôi lứa, trong xóm vang chuông chùa trăng sáng soi liếp dừa, sông dài mây nhanh cát trắng bờ quê xưa. Anh cho em mùa xuân che nụ đu khắp trời, niềm yêu đời phơi phới, bàn tay thơm mưa ngọt dài đất liền chim mốt, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ, tràn hòa đầy đó tình yêu non nước này, bài thơ còn xao xuyến dung nắng vàng ban mai. Anh cho em mùa xuân, xuân.